Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của em Toan Hàng Nhật Bãi ạ. Hôm nay em có một số hàng bãi Nhật mới về, em lên video để giới thiệu với các bác ạ. Hôm nay thì em có một số mẫu cây dìu của quân đội Mỹ và một cây sẻn của Nhật nhé các bác. Một số đồ đồng, đồ gang ạ. Và em có một cái thùng đồ nghề size lớn nhé các bác. Thùng đồ nghề size lớn và em có một cái ba lô của Thụy Sĩ nhá, ba lô đỏ và một số mẫu hộp kẹo sâm. Và hôm nay em phục vụ các bác là đồ gốm sứ của Nhật nha, các bác xài để xài Tết đây ạ. Và em có hai cây bào gỗ, một cái bơm xe, em có một cái thước thủy Tajima nhá và một số cờ lê mỏ lết này và của đồ nghề của Nhật ạ. Em có một số mẫu kéo cắt cành đây, dao chặt, dao thái, rồi thì làm búa đinh nhé các bác, các loại đồ nghề Nhật bãi ạ. Hôm nay em lên là mã K nhé các bác. Các bác xem video của em thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và không quên bấm vào nút chuông theo dõi để thấy em lên video được sớm hơn ạ. Các bác coi video của em thì thích ưng ý món nào gọi điện trực tiếp vào điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em. Hôm nay em lên là mã K nhé các bác. Mã K của em là hôm nay lên là K1 ạ. K1. Em cũng có một cái ba lô đây, còn một cái ba lô ạ. Hôm nay mới về đây ạ, cũng rất là đẹp, mà hàng của Thụy Sĩ luôn. Cái này thì là phù hợp với các em đi học cấp 3, mình đựng laptop vào này, hoặc là văn phòng này. Mùa Tết thì các bác di chuyển, đi du lịch, đi chơi, đi về quê ạ, có thể đựng quần áo, các đồ vật dụng của mình vào cái ba lô này thì rất là khỏe và chắc chắn luôn ạ. Có một sợi dây cáp ở cái quai, nó rất là chắc luôn ạ. Hình dáng của nó đây ạ, em quay một vòng cho các bác xem hình dáng của cái ba lô này, rất là đẹp luôn ạ. Đây có Swiss, có chữ Swiss đây ạ, và logo đây đấy, và logo này của Thụy Sĩ luôn các bác, nó phối màu đỏ rất là hợp mắt luôn ạ. Ngăn thứ nhất là nó có khóa dọc ạ, có khóa dọc. Ngăn thứ hai thì đây ạ, em mở ra cho các bác mình coi. Ngăn thứ hai đây ạ, vải thì rất là mềm mà nó có một cái này rất là mềm để cho mình đi mưa, sau này mình về mùa mưa mình đi thì mình có thể đeo, mình chùm cái này vào nó không bị ướt ạ. Khóa của nó đây ạ, khóa rất là trơn tru nhé các bác. Ngăn thứ ba đây, nó ngăn rất nhiều ngăn nhé các bác. Ngăn thứ ba đây ạ, và nó cho mình một sợi dây để cắp sạc đây, mình để cục sạc vào trong này, sợi cắp sạc ạ, rất nhiều ngăn nhé các bác. Và hai bên này nó có hai cái túi nhỏ để mình đựng ví dụ như đèn pin này, những cái kéo, cái xe dao nhỏ để mình đi du lịch này, nước suối chẳng hạn các bác. Và nó có một cái khóa số nha các bác, có một cái khóa số đây ạ, các bác nhấn tay xuống là mình thích đặt số nào mình cài đặt ở đây. Và đằng sau của nó đây ạ, đằng sau của nó thì nó có một miếng, nó may một miếng nệm này để cho mình khi đeo nặng nó không cấn vào lưng. Cái này lỗ thoát hơi này, không có nóng lưng nhé các bác. Quay thì cực kỳ mềm ạ, mềm. Và cái túi dưới nó này, ngăn này có một ngăn nữa nhé các bác. Ở dưới này có một ngăn. Đây cái đáy của nó rộng như thế này ạ, đựng phải cỡ 3-4 bộ quần áo là đi du lịch mấy ngày được nhé các bác. 3-4 bộ quần áo. Đấy thì cái ba lô này thì nó ngang là 30 và nó cao là 45. K1 em bán là 460k nhé các bác. K1 là 460. Em qua K2 ạ. K2 thì em có một cái dây này, dây bảo hộ để trèo lên cao, như các bác thợ điện thì lên trên cột điện đấy. Này, cái này thì mình móc vào cột điện rồi, còn cái này ở lưng ạ. Này ở lưng và nó có một cái túi rất là mới luôn nhá. Đây là nó chưa, chỉ xài lướt qua thôi các bác. Chỗ này nó có hơi bị bong một tí, như nó sợi này không được gì, đường may của nó vẫn chưa có bong chóc một tí gì ạ. Đây, đường may của nó, túi nó rất nhiều ngăn nhá các bác.
ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai này, ngăn thứ ba này, và hai ngăn hai bên này. Các bác trèo lên độ cao thì cái dây này còn mới cứng luôn đấy ạ, nó chưa có chảy xước một tí nào ạ. Em mua được cái dây này rất là mới luôn ạ. Ở đây thì vòng vào bụng này. Nói chung là những dây này thì móc này, nói chung là em kiểm tra dây hết rồi. Cái dây này thì nó dài này các bác, hơn 1 mét ạ. Móc của nó đây, đầu móc của nó còn mới, rất là mới luôn ạ. Thì cái ba lô này, cái dây bảo hộ này là K2, em bán 500k nhé các bác. K2 500k một cái dây bảo hộ còn mới tinh luôn ạ. Khi các bác trèo lên độ cao thì an toàn. Rồi em nói lên cái mã kẹo sâm này nhé, cho các bác này, ngày Tết rồi ạ. Thì ai cũng đi về quê làm quà cho cha mẹ mình thì mình làm quà những cái kẹo này thì nó có giá trị hơn nhá các bác. Đây, hộp kẹo sâm này, hình thức của nó thì rất là đẹp, màu rất là đẹp, và cái hạn sử dụng của nó thì rất là dài ạ. Kẹo này thì là có tinh chất hồng sâm của sâm 6 năm tuổi, hương vị thì nó ngọt ngào và calo của nó thì rất là thấp, phù hợp với người dùng, với người tiểu đường ạ. Calo có 450 calo một trên một cái thôi ạ. Rất phù hợp với người tiểu đường, người nào mà nó đang bị tụt đường ấy thì mình đường nó xuống thấp ấy, mình chỉ cầm ngậm một cái kẹo này cái thì là đường huyết nó về, nó cũng còn ổn định hơn ạ. Và em bán là 320k một hộp. 320k một hộp, và em cho cái giỏ như thế này mình xách đi mình làm quà tặng cho khách, rồi thì trưng lên bàn thờ các thứ ngày Tết ạ. Và cái kẹo của nó đây ạ, trong một cái kẹo em bóc thử ra cho các bác mình xem ở bên trong ạ. Đấy, cái kẹo thì nó như thế này nhá các bác. Em bóc thử một hộp đấy, thì là 320k một hộp nhá các bác. Các bác nào mua thì liên hệ với em ạ. Cái này là nhà em nó có cửa hàng sâm nhá. Em có quay trên spot đấy thì các bác nhìn đấy là cửa hàng sâm. Và cái kẹo sâm này thì là nó có kem kiểm định, kem chống hàng giả nhé các bác. Rồi em lên K3. K3 thì em có một cái bình này, nó của Nhật 100%, nó còn mới nha các bác. Nếu các bác mình mua về thì có thể là lấy hai cái móc bằng nhôm mình làm móc ở đây. Cái này thì size lớn ạ. Cái ấm, cái bình nước này size lớn và nó có cái lược bằng gốm luôn đây, lược bằng gốm. Hình dáng của nó thì đẹp, phối hoa rất là đẹp ạ. Đấy, em cầm này này là các bác biết rồi, nó rất size rất là lớn ạ. Em đo ngang qua cái bình này ạ, cái miệng của nó thì là nó rơi vào 9 cm này các bác, và nó cao khoảng 11 ạ. Đấy, nó chỉ thiếu hai cái này hai bên thì là các bác mua cái dây thép ấy, mình ấn mình ấy lại là được cái bình đấy ạ. Này, cái nắp của nó phối đây ạ. Đấy, em cầm này là các bác biết size lớn rồi. Này, 3 găng tay của em đấy ạ. Hoa nó phối cực đẹp, thì ngày Tết rồi các bác nên mua những cái bình như thế này về thì mình rót được cỡ 10 ly nước cho khách. Khách đến mà một đoàn đến chắc 7-8 người. K3 em bán 450 ạ. 450k nhá một cái này. Rồi em qua K4 ạ. K4 thì em có một cái set đĩa này, 5 cái nó còn mới ở trong hộp nhá các bác. Cái nào nó có mộc chuyện hết đây ạ. Này, mà hình dáng của nó thế này, ví dụ như mình đựng đựng bánh một hộp, các loại hạt mình để đây mình mời khách, và 5 cái đĩa như thế này nhé, cái nào cũng có mộc chuyện hết ạ. Em đo qua này, qua ngang của nó 12 ạ, và nó sâu khoảng 2 cm, nó hình vuông nhá các bác, hình vuông này, có 5 cái như thế này, nó còn trong hộp mới nhá các bác, còn trong hộp mới, có tem mác luôn đây ạ, tem mác luôn. Em bán K4 này là 250, màu sắc rất là dễ thương luôn ạ, 250 nhá các bác. Em qua K5 nhá các bác. K5 thì em có một set ly này,
Nó hình lá trúc đây ạ. Rất là đẹp luôn, vừa tay luôn ạ. Đấy, che hình che trúc ấy ạ. Và một set này là có 2, 4, 5, 20 cái nha các bác, 20 cái. Còn tem mác này ạ. Còn tem mác còn trong cái hộp này. Đấy, ai có kho xưởng, có đông công nhân đó thì mình mua cái này thì rất phù hợp. Hoặc là mình mua về gia đình nhà mình xài 10 cái, còn 10 cái mình cất đi, sau này nó cũ thì mình lại lấy ra mình xài ạ. K5 thì có 20 cái. Này, hình thức của nó thì giống nhau hết ạ. Giống nhau hết. Và em đo qua miệng một cái cho các bác mình. Nó rơi vào 7 cm ạ. Và nó cao là 6 cm. Qua đáy của nó là 4 cho các bác. Rất là vừa. Rất là vừa luôn. K5 em bán 620k nhé các bác. 620k. Bài em qua K6 ạ. K6 em có 5 cái chén này các bác. Em có 5 cái chén ạ. Đẹp cực kỳ chưa các bác? Nào cũng có mộc chuyện hết. Nó còn trong hộp nên em bóc này ra luôn để cho nhanh, để cho các bác mình nhìn thấy cho nó liền sai như thế này ạ. Và em đo qua ngang miệng của nó này ạ. Nó 12 nhé các bác. Và nó cao là 7. Cao là 7 và qua đáy của nó là 4 ạ. Qua đáy của nó là 4 cm. Một set này 5 cái. Em bán 220k nhé. 220k, màu cực kỳ dễ thương luôn. 220. Em qua K7 ạ. K7 em có một set ly như thế này ạ. Màu rất là độc lạ luôn ạ. Chưa bao giờ em thấy màu đẹp thế này đâu. 5 cái đĩa và 5 cái ly. Cái nào cũng có mộc chuyện hết đây ạ. Nó phối rất là đẹp luôn, màu rất là bắt mắt ạ. Và những cái viền này là cánh hoa hết nhá các bác. Nó qua ngang cái đĩa này nó là 12.5. Và nó sâu khoảng cũng 2.5 ạ. Qua đáy của nó đây, nó là 8 cm. 5 cái đĩa, 5 cái ly của nó cũng có mộc chuyện đây ạ. Em để thấy màu rất là độc lạ. Nó khác những cái màu kia nhá các bác, màu độc lạ luôn. Viền vàng mộc chuyện hết ạ. Và em đo qua qua miệng của một cái ly này ạ. Nó rơi vào 6.5 nhá các bác. Nó cao cũng 6 cm và qua đáy của nó được 3 cm. Thì bộ này 5 đĩa và 5 ly. Em bán là K7 580 nhá các bác. K7 580. Em qua K8 ạ. K8 em có một bộ cũng một set ly thì nó cái này thì nó phối cực kỳ là nhã nhặn luôn nhá các bác. Thấy không? Rất là đẹp luôn, cái nào cũng có mộc chuyện hết luôn. Hoa rất là ngọt ngào luôn ạ. Thấy không? Và cũng có viền vàng hết ạ. Em đo qua ngang cái đĩa đây. Nó rơi vào là 14.5 nhá các bác. Và nó sâu khoảng độ 2.5 ạ. Qua đáy của nó đây là 8 cm. Và cái chén này nó có quay ngang nhé các bác. Cái này thì nó sai vào là 9 cm đó, qua ngang đấy ạ. Và nó sâu khoảng 6 ạ. Sâu khoảng 6, cái đáy của nó đây ạ. Đấy, bộ này thì cũng rất là dễ thương ạ. Khi các bác mình để văn phòng hoặc phòng khách ngày Tết thì thay đổi. K8 em bán 580 nhé các bác. 580. Em qua K9. K9 em có một bộ này cực kỳ là dễ thương luôn này. Này là các bác mà xài bộ này là không phải chê vào đâu ạ. Cực kỳ luôn. Trước mắt thì em phải giới thiệu là mộc chuyện này. Còn ở trong hộp ạ. Và cái ấm của nó là tay ngang nhá các bác. Vòi của nó đây vẫn còn mới, nó còn bọc đây ạ.
và có lược trà bên trong nhá, bằng gốm ạ. Nắp cũng có mộc truyện luôn. Họa tiết của nó thì rất rất là đẹp luôn ạ. Đấy, nhìn nó rất là cổ nhá các bác. Độc lạ luôn ạ. Em đo qua cái miệng của một cái ly này, nó rơi vào 7 sen. Và nó cao cũng 6 sen. Qua đáy của nó đây ạ. Qua đáy của nó là 4.5 ạ. 4.5. Và cái bình nước của nó đây, em đo qua ngang là 8 nha các bác. Và cái chiều cao của nó khoảng 7 sen ạ. Chiều cao khoảng 7 sen. Một set này là 1 ấm và 9 ly. 1 ấm và 9 ly 720k. Rất là đẹp luôn ạ. 7 ấm và 9 ly. Đấy, nó phối này các bác nhìn này. Cái này là chữ hết ạ. Chữ của Nhật đấy các bác. Chữ Nhật hết ạ. K9 720 ạ. Em qua K10 nhá. Em có một cái này nó bằng nhựa nhưng mà nó làm như là giả gỗ ạ. Và nó mộc là hoa anh đào này các bác, của Nhật nhá. Tem mác của nó đây ạ. Tem mác của nó còn đây. Khi các bác mang về gia đình nhà mình, cái này là nó do là nó bụi ấy thôi, các bác lau cái là sạch. Rất là đẹp luôn. Ví dụ như mình đặt lên bàn ăn, mình múc cơm trắng lên. Múc cơm trắng lên để lên trong nồi ra, mình khỏi đặt cái nồi lên bàn, mình múc cơm trắng ra. Đấy. Rất là dễ thương luôn ạ. Đây, hình thức của nó đây ạ. Em đo ngang qua cái này. Nó rơi vào 19 cm. Và nó cao khoảng là 4.5 ạ. Cái qua đáy của nó đây. Qua đáy của nó là 17. Có mộc truyện hoa anh đào nhé các bác. Logo của Nhật đây. Nằm trong cái hộp này còn mới nhé các bác. Này, cái hộp của nó đây, em mở luôn ra đấy ạ. Thì cái K10 này em bán 150 ạ. 150 ngàn. Em qua K11. Em có một set ly nhá. Một set ly này. Mộc truyện của nó đây ạ. Hoa nó phối cực đẹp luôn ạ. Màu thì nó không màu nó phối đẹp không các bác. Nó là hoa. Quá đẹp luôn ạ. Bên trong đây ạ. Và em đo qua miệng của cái set này là nó ngang là 7 nha các bác. Ngang là 7 và nó cao là 5.5 ạ. Qua đáy của nó 3 sen thôi nhá các bác. Qua đáy là 3 sen. 2 3 4 5 6 8 ly, 16 cái ạ. 16 cái. K11 em bán 320 ạ. K11 320 16 cái. Em qua K12 ạ. K12 em có một set đĩa như thế này ạ. Màu rất là độc lạ luôn. Hôm nay em phục vụ các bác coi như là để mình sử dụng ngày Tết ạ. Màu rất là độc lạ này. Chưa bao giờ em thấy nó độc lạ như thế này ạ. Cái này thì chắc là để rót rượu hay là rót cái gì thì các bác tùy các bác này. Rất là đẹp luôn. Hoặc mình để cái này lên bàn thờ ông địa, mình rót rượu để cúng ông địa cũng được ạ. Ba cái ly, hai cái đĩa nhá các bác. Và ba cái, bốn cái chén. Có bốn cái chén ạ. Đẹp không các bác? Và một cái này chắc để tương ớt nước mắm đây. Rất là đẹp luôn. Em đo qua ngang cái đĩa ạ. Ngang đĩa nó là 23 nhé các bác. Và cái đáy của nó đây. Làm rất là dễ thương luôn. Cái chén đây ạ. Qua ngang là 11 ạ. Và nó sâu khoảng là 4.4 ạ. Qua đáy của nó đây ạ. Là 5.5 nhé các bác. Qua đáy 5.5. Thì set đĩa, hai đĩa, 4 chén và một cái bình này, một cái đựng cái này, nước tương ớt, tương cà gì đấy. Còn trong hộp này nhá các bác.
K12 em bán 450 ạ. K12 450. Rồi tiếp theo em lên K13. K13. Em có một bộ khóa đây. Một đầu miệng mở này. Và một đầu này đầu tuýp ạ. Nhưng mà nó lại lắt léo nhá các bác. Đầu tuýp mà lắt léo em nhặt đủ luôn đấy ạ. Em có nhặt đủ luôn. Cây này 14, 13, 12, 8 và 10. 8 này 10 này. 12, 14, 13. 12, 13, 14. Không có 9 đúng không? 8, 10, 13, 14, 12, 5 cây ạ. Một đầu mở và một đầu tuýp lắt léo. Thì K13 này em bán 300k nhé các bác. 300k một bộ khóa này. Đủ luôn 5 cây. Rồi em lên K14 ạ. K14 em có một con dao này đây. Đấy. QS đây này. Lưỡi của nó thì sắc bén ạ. Em quay cận cho các bác mình nhìn. Và nó cho mình cái này để mình cài vào dây lưng đấy ạ. Khi các bác mình đi câu này, nó gấp lại đây. Mình cài cái này vào dây lưng. Mình cần cắt dây câu các thứ thì mình cắt ạ. Em đo size của cái này. Nó rơi vào 23 cm. Và lưỡi sử dụng của nó là 9 nhá các bác. Lưỡi sử dụng của nó là 9. Cái này là nhựa cao cấp ạ. Nó làm rất là đẹp. Khi mình gấp lại thì mình khẽ nghiêng cái móng tay. Nó có cái miếng này này. Cái miếng nhựa đây này. Mình khẽ nghiêng một cái là mình đóng vào được ạ. Và cái này mình có thể mình để lên xe hơi mà khi nào mình cần thiết phá kiếng là mình phá được. Cầm cái này là mình phá kiếng được nhé các bác. K14 em bán có 180 thôi ạ. K14 180. Một cái dao rất là đẹp. Và cái chỗ này nó có thể mình mở được này các bác. Mở được. Đấy. K14 180. Và em qua K15 ạ. K15 thì em có một cái bơm xe nhé các bác. Bơm xe đạp. Một cái bơm này ạ. À, ra ban nhé các bác. Chỗ này nó để cho mình đạp chân lên là nó chống trượt đấy các bác ạ. Này cao su nhé các bác. Này nó là bằng thép, rất là cứng cáp luôn. Lớp sơn mạ thì màu đen. Khi mình mở ra thì mình kéo hai tay về đằng sau này là mở lên ạ. Nó có hai bít tông nhá các bác, hai bít tông đóng ra ban hết luôn ạ. Và nó cho mình bốn cái đế cao su đây, khi mình để lên mình bơm thì nó không có trượt. Nó có đồng hồ đây, khi các bác mà bơm xe đấy, em đẩy này là các bác thấy nhẹ không, nghe hơi căng đét rồi đấy. Khi bơm xong mình lại khóa lại. Nó hai bít tông thì nó rất là khỏe ạ. Hơi rất là đầy. Và nó có những cái đầu này để bơm bóng bay, bơm xe đạp đây, bơm xe Honda. Có hết luôn. Có một cái đồng hồ này còn vẫn hoạt động bình thường, rất là đẹp, để khi mình lên cân hơi được bao nhiêu rồi thì mình tùy ý mình. Và em đo qua cái chiều dài của cái bơm này. Chiều dài thì của nó rơi vào là 19 nhá các bác. Rơi vào 19 và nó cao khoảng là 6 cm. Cái thanh này của nó bằng thép cứng ạ. Bằng thép. Rất là bền luôn ạ. Lớp sơn mạ thì màu đó. Đây, hình dáng rất là đẹp ạ. Cái này để trong cốp xe cũng được. Thì cái mã K15 này em bán 280 nhá các bác. Nó hai bít tông, nó rất là khỏe ạ. Em qua K16 ạ. Em qua K16 em có một cái đe. Nó lớp sơn mạ màu vàng này. Trên này là đóng số đây, có số 8 này của Nhật nhá các bác. Lớp sơn mạ màu này. Thì cái đe này nó có giá trị sưu tầm nhá các bác. Có giá trị sưu tầm. Khi các bác trưng bày hoặc là mình để trong tủ những cái cửa kiếng các thứ của mình trưng bày thì rất là đẹp ạ. Cây này thì em đo qua ngang của nó ạ.
qua ngang của nó đây, 6 sen nhé các bác. À dài 6 sen và ngang của nó là 1.5 ạ. Nó cao là 2.5 ạ. Cái này thì nó có giá trị về mặt sưu tầm nhé các bác. K16 em bán 380 ạ. Em qua K17. K17 thì em có một cái này là cái bật lửa Zippo ngày xưa nhé các bác. Đây. Ngày xưa thì mình toàn xài cái này thôi ạ. Đấy, vẫn còn cháy lửa này. Đấy, ghê. Đóng nắp lại là tắt ạ. Này là từ năm 1900 bao nhiêu đây này. Có chữ đây này nhưng mà em không nhìn thấy rõ này các bác. Đấy, hình dáng của nó đây ạ. Ai mua những cái này sưu tầm làm kỷ niệm hoặc vẫn xài ok ạ. K17 em bán là 480 nhé các bác. 480 một cái quẹt từ ngày xưa đấy ạ. Qua K18 ạ, em có một cái mở nhé các bác. Một cái mở này của Japan này. Nó đầu này đây các bác. Cái này là đầu 4 đầu này. Cái này có 4 đầu, bên này cũng 4 ạ. À. 17, 19, 21, 22. Còn bên này là 10, 12, 13, 14 mi á. Đây, của Japan nhé các bác. Thì cái cây này là K18, em bán là cái này là 200k nhé các bác. Này 200k, K18 200k. Cây này ạ. À. Em quên em không ghi mã này. Này là 200k nhé các bác. Em qua K19 ạ. À. K19 thì cái bộ lục giác này. Này, đầu bông. Hai đầu khác nhau đây các bác. Hai đầu khác nhau. Và nó có các số của đầu trên đây ạ. 5, 4, 3, 2 phần 5, 2, 1 phần 5 nhé các bác. Và bên này là đầu của nó là 10, 6, 8, 10. Đủ bộ luôn ạ. Thì K19 này em bán 160 ạ. K19 160. Rồi em lên K20 nhé các bác. Em có một cái thước thủy này là của Tajima. Cái này nó còn mới ở trong cái vỏ của nó đây, em không có bóc ra nữa cho các bác. Của Tajima. Và nó có 3 đồng hồ cân nước ạ. 3 đồng hồ cân nước vẫn còn này. Em lấy này cho các bác nhìn. Đấy, và nó có một cái nam châm cực kỳ hút luôn ạ. Đấy, nó hút như thế này ạ. Thì các bác mình mà lên nóc nhà để cân, để lập ngói hoặc là mình nói chung là mình lát nền các thứ là mình có cái nam châm này thì mình va quẹt vào nó không đổ và nó rất là chính xác luôn. Nó hiệu của Tajima thì nó rất là chuẩn chỉnh luôn ạ. Đấy các bác nhìn thấy nó hít như thế này, nam châm của nó cực kỳ luôn đấy ạ. 3 đồng hồ cân nước còn rất đẹp ạ. Đây của Nhật đây ạ. Hiệu của Tajima là đỉnh rồi các bác. K20 em bán 350 ạ. 350. Và K21 em có một cái này. Cái xỉa này này của cái này nó của Nhật đây ạ. Đây chữ của Nhật đây ạ. Thares theo nữa là thép không rỉ luôn nha các bác. Có da ban nóng này. Khi các bác mình đầu bếp ạ. Đầu bếp này dùng để chiên nướng, mình có cái xỉa này mình làm rất là tiện lợi luôn. Và nó có cái đầu này để máng lên khi mình sử dụng xong. Cái cán của nó phun ra tận đây ạ. Đấy mà nó đóng chốt nó rất là chắc chắn. Cái này là chưa có xài qua sử dụng đâu nhá các bác. Và nó dài đây này, em đo cho các bác mình nhìn này. Nó là rơi vào 19 sen ạ. Rơi vào 19 sen. K21 thì em bán 150 ạ. 150. Các bác đầu bếp rất là thích ạ. Em qua K22 ạ. Em có một cái mài nhé các bác. Cái mài củ quả. Và hiệu của nó là của cái Juring này của Đức. Hai hình người này nhé các bác. Của Đức nhá. Này tay cầm của nó này.
Các bác trai thì xem này thì mua về cho bác gái để xài ạ. Rất là ok luôn. Bào này ai nhà ai cũng dùng ạ. Nhà ai cũng phải sử dụng mà nó của Đức thì nó rất là ok luôn ạ. Nó rơi vào là 15 năm nhé các bác, 15 năm. K22 em bán 80k ạ. K22 80k. Em qua K23 nhé các bác. Qua 23 em có những cái móc khóa này rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn ạ, móc khóa. Nhưng mà nó là có những cái dao để các bác mình sử dụng đây ạ. Và cái nào nó cũng, cái này là của Thụy Sĩ hết nhá các bác. Này, chữ này của Thụy Sĩ hết luôn ạ. Dấu này của Thụy Sĩ luôn. Nó có những cái kéo nhỏ này. Rất là sắc bén luôn. Cho mình móc vào móc khóa khi mà mình cần sử dụng này, dao này, rũa này, kéo này, logo Thụy Sĩ này. Trong này là đóng mộc hết ạ. Này nó có chữ đóng hết lên đây ạ. Và cho mình này, mình móc vào cái chìa khóa. Cái cây này thì em bán giá là 280 nhá, K23 280. Em qua K24 ạ. Cũng một cái móc khóa này của Thụy Sĩ luôn. Này, hiệu này của Thụy Sĩ. Cũng có kéo này, dao này, rũa này. Đấy. Cây này thì màu của nó lại màu đen nhé các bác. Màu đen. Thì K24 này em bán là 180 ạ. K24 em bán 180. Em qua K25 ạ. Cái này màu vàng nhé các bác. Màu vàng. Đây, cây này cũng vậy ạ. Cây nào nó cũng có logo của Thụy Sĩ hết luôn. Và chữ đóng lên đây ạ. Chữ của Thụy Sĩ ạ. Này, logo này của Thụy Sĩ. Thì cây khóa này, móc khóa này em bán là 300k nhé, K25 nhé các bác. K25 300k. Em qua K26 thì cái này màu đỏ. Cũng có logo của Thụy Sĩ đây. Có cái móc đây để mình móc khóa và chữ dập lên đây này, chữ khắc luôn á. Chữ này nó dập chìm xuống đấy ạ. Thì cái này màu đỏ nha các bác, K26 em bán 180 ạ. Em qua K27, em có một cái mỏ led này, nó 6 inch này các bác. Răng miệng của nó đây ạ. Đấy, và nó tháo rời ra được nha các bác. Tháo rời được này, khi mình lắp vào này. Đấy. Rất là khít, rất là chắc luôn ạ. Cái này nó có đây, hiệu của nó đây ạ. Của Mỹ nha các bác. Em đo chiều dài của nó. Cây này nó rơi vào là 15 ạ. Nó rơi vào 15. Và cái miệng của nó tối đa ra. Rất là tiện luôn nhé các bác. Miệng nó mở tối đa là nó rơi vào là 3 cm nhé các bác. Miệng nó mở ra được 3 cm. Hình dáng của nó thì rất là ok rồi. Đấy, rất là chắc luôn ạ, không có nhúc nhích gì hết ạ. Thì cây K27 này em bán 150 ạ. Em qua K28 ạ. Cũng vậy nha các bác. Này, đây cũng của Mỹ luôn. Và trên này nó có ấy luôn này. Nó có như là cái thước đo luôn đây này các bác. Và cây này không tháo rời được miệng ra. Không tháo rời được ra. Cây này em đo chiều dài của nó. Cũng vào là 15 năm. Và cái miệng nó tối đa đây ạ. Tối đa của nó là 2.4 ạ. 2.4. Thì K28 này em cũng bán 150 nha các bác. K28 150. Em qua K29 em có một cái sợi cái có một cái cáp này để căng dây ạ. Một cái cáp để căng dây. Các bác mà đi chở xe ba gác hay là chở hàng ấy, thì mình nên mua cái này. Thì cái này K29 em cũng bán 150 ạ. Một cái sợi căng dây cáp. 29 150. Em qua K30. Em có một cái mỏ led ạ. Hiệu của Super.
và người ta làm cái này để là bớt lực đi, bớt 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 nặng ấy ạ. Và cái miệng của nó này các bác nghe em mở này, rất là ok luôn không. Và nó có cho mình này, em thấy độc lạ là nó còn gật gù nữa nha các bác, nó giảm lực ấy ạ, thấy không này. Còn gật gù nữa đấy, thấy không. Cái này miệng tối đa của nó, nó mở được là 4 cm ạ. Và chiều dài của nó là 25 cm nhé các bác. Chiều dài 25 cm, hiệu của Super. Thì cây 30 này, K30 này em bán 380 nhé các bác. K30, 380. K31 ạ, em cũng có một cây mỏ led đây. Cái này là GUS đây đây ạ. Hình thức của nó thì nó là thép thép rèn đó, nên nó màu này nhá các bác. Lớp sơn mạ của nó là loại thép này nhá các bác. Nó rơi vào 21 cm ạ. Rơi vào 21 cm. Thì cây K31 này em cũng bán 200k nhá, 200k. Em qua K32 ạ. Em có một cây nậy, nó còn nguyên tem mác này. Size của nó là 360 ạ. Này, tem mác của nó đây ạ. Lớp sơn mạ còn nguyên nhá. Và đầu nậy của nó, đầu nhổ đinh của nó đây ạ. Còn rất là mới luôn. Cái đầu này đây ạ. Em quay gần cho các bác nhìn đây. Cây này là chưa qua sử dụng nhá các bác. Chưa qua sử dụng. Size 360, K32 em bán 160 ạ. Em qua K33 nhá các bác. Em có một cái đèn pin này, hình dáng của nó như thế này. Ví dụ như các bác cầm thì như này để soi đường đấy ạ. Giá bán đây. Cây này thì nó sạc, có một cái dây sạc nhá các bác. Có dây sạc này. Hình thức của nó đây ạ. Đấy, rất là sáng luôn. Ba chế độ sáng ạ. Đây. Nó có sạc ở trong này, cắm sạc đây ạ. Rất là sáng luôn nhé các bác. Và lớp sơn mạ của nó màu này nhé các bác. Nhỏ gọn thôi ạ. Em đo qua nga, chiều dài của nó là 15. Và qua miệng của nó là 6 nha các bác. Đây, cực kỳ sáng luôn ạ. Còn mới tinh luôn ạ. Một cây đèn pin này, một cây đèn pin này thì em bán 180 nhé các bác. 180k ạ. Cái đèn pin này K33 180 ạ. Em qua K34 nhé các bác. Em có một cây xẻng mỏ nhọn ạ. Lưỡi nhọn nha các bác. Nó có logo của Nhật đây ạ. Tem mác của nó đây. Có tay cầm trợ lực nha các bác. Nó bằng thép, còn mới ạ. Cái này thì là chiều dài của nó là 82 cm. Tem mác của nó đây, em quay trước, quay sau cho các bác. Cây này còn mới, rất là mới luôn, chưa có chảy trượt gì hết ạ. Thì cái cây này nó dài là 82 cm nhé các bác. Dài 82 cm. Em đo qua chiều dài của nó là 22 ạ. Và ngang của nó là 16 nhé các bác. Ngang của nó 16. Lưỡi sử dụng của nó đây ạ. Còn rất là đẹp luôn. Thì cây này là K34, em bán 360 ạ. K34, 360. Em qua K35 ạ. K35 em có một cây kéo cắt bờ rào. Này nó là bằng thép không rỉ nhá các bác. Thép không rỉ, lưỡi thì sắc bén này. Nó có ốc để tháo ra để mình mài được ạ. Và cây này thì nó có cái để mình mở ra này. Đấy, các bác vặn theo cái chiều mũi tên này này. Xong để mình kéo dài ra. Cây này thì nó dài ra là được làm 99 cm, gọi là 1 m đi. Và nó thu lại được 67 cm. Thu lại được 67 cm. Một cây này rất là đẹp luôn ạ.
Thì mình thích đứng ở chỗ vị trí nào mình cắt dài ra 1 mét cũng được. Tem mác của nó đây ạ, tem mác của nó còn nguyên này. Tay cầm của nó thì cực kỳ mới luôn. Thì cây này là K35, em bán 200k nha các bác. K35 200k. Em qua K36 ạ. K36 thì em có một cái cán dìu nha các bác. Một cán dìu này của Mỹ ạ. Gỗ của nó là gỗ của Hickory nha các bác. Cực kỳ mới luôn này. Cán của nó lại thẳng. Cái này nó dùng cho là búa hay là dìu hai đầu ấy nha các bác, chứ không phải là như cái dìu Mỹ mà nó có dáng cong nha các bác. Gỗ thì gỗ của Hickory. Còn mới này, chưa bao giờ em thấy cái cán nó còn về đến Việt Nam mà nó còn mới như thế này ạ. Gỗ của nó thì chuẩn chỉnh rồi. Gỗ của nó, cái này nó dùng cho là búa hai đầu các bác. Đấy, cây này thì nó cũng dài khoảng là 1m60. À, với lại 26 nữa, 86. Cán nó dài khoảng 86. Rất là đẹp luôn, chưa bao giờ em thấy cái cán nó đẹp như vậy. K36 em bán 300k nhá. Cán này thì nó dùng trong búa hai đầu nên là nó thẳng, dáng của nó thẳng, nó chỉ hơi cong một tí ở cái đầu này thôi ạ. Nó về đến Việt Nam mà nó còn mới như thế này nhá các bác. K36 300k. Em qua K37 ạ. Qua 37 em có một cái dìu của quân đội Mỹ ạ. Dìu của quân đội Mỹ. Đây, cây này thì nó nặng là 2,7 kg là cả cán nha các bác. 2,7 kg cả cán. Em để nguyên lớp sơn mạ của nó đây ạ. Lớp sơn mạ của nó em quay này cho các bác nhìn. Cán của nó đây ạ. Dáng của nó thì lại dáng cong như này các bác nhá. Cây này thì nó có logo, có mộc ở đây này các bác. Nó có mộc ở đây ạ. Em để nguyên lớp sơn mạ và tem của nó đây, tem mác của nó đây. Cái này nó của quân đội Mỹ ạ. Nặng là 2,7 kg cả cán. Và em đo chiều dài của cái này nó rơi vào là 29 ạ. Rơi vào 29. Và bản ngang của lưỡi ạ. À, nó là 12 cm nhé các bác. Bản ngang của lưỡi là 12 cm. Cây này 2,7 kg. Thì cây này là K37 em bán 650 ạ. K37 650. Em qua K38 ạ. Em có một cây dìu này của quân đội Mỹ, nhưng mà cây này thì nó nặng hơn cây kia. Đây, nó có một hàng chữ đóng ở đây ạ. Và có một hàng chữ ở trên cán luôn nha các bác, nó khắc bằng hơi ấy, bằng nhiệt đấy ạ. Tay cầm cái này thì cực kỳ đẹp rồi. Cực kỳ đẹp và lưỡi của nó rất là ok luôn ạ. Lớp sơn mạ thì màu đen. Đấy, em quay vòng này cho các bác nhìn. Cây này thì nó nặng là khoảng nặng hơn cây xanh đấy ạ. Này nó rơi vào 22 à 20 nhá các bác, rơi vào 20. Và bản ngang của lưỡi của nó, lưỡi của nó là 13, ngang 13 nhá các bác. Đây em đo này cho các bác nhìn này, lưỡi của nó. Ngang của nó 13. Nó lớn hơn cây xanh hơn một xíu ạ. Trên cán còn có chữ luôn. K38 em cũng bán 650. Em qua K39 em có một cây dìu nhỏ nha các bác. Này nó có cái con chim phượng hoàng lửa. Và nó có cái logo của nó đây ạ. Logo của nó đây. Hình ông mặt trời đấy ạ. Tay cầm của nó đây ạ. Cái chỗ này nó chỉ hơi cấn một tí cán thôi. Tí thôi, không có ảnh hưởng gì hết ạ. Này, em cũng để nguyên lớp sơn mạ. Nếu bác nào mà cần em mài lưỡi là em mài ạ. Để nguyên zin luôn. Thì đo cây này, nó chiều dài của nó là 40 nhá các bác. Chiều dài 40. Chiều dài của lưỡi dìu nó là 16.5. Và ngang của lưỡi dìu đây ạ. Nó rơi vào 8 cm nhé các bác, rơi vào 8 cm. Thì cây K39 này em bán 580 ạ. K40 em có một cái lưỡi dìu nhá các bác. Này. Có chữ đây ạ.
Cây này thì lớp sơn mạ của nó em cũng để nguyên. Và nó nặng là 2,3 kg. Nó dài cũng 20. Và nó ngang của nó là 12 ạ. Ngang của nó 12. K40 em bán 400k nhé các bác. K40 400k, nặng 2,3 kg nhé các bác. K41 ạ, em có một cái lưỡi dìu đây. Cái này thì lớp sơn mạ của nó rất là đẹp ạ. Và nó có một hàng chữ đóng đây ạ. Cây này thì nó gãy cán, thì các bác mình mua về bỏ đục bỏ cái cán đi thì mình tra cái cán khác vào ạ. Cái lưỡi của nó đây ạ, lưỡi này thì người ta chắc là người ta mài rồi. Thép của Mỹ thì là rất là kinh luôn các bác. Em đo chiều dài của cây này thì nó rơi vào là 22 ạ. À 20,5 ạ. Và lưỡi của nó rộng hơn nhá. Cái lưỡi đen thì nó mà rơi vào 13 ạ. Bản ngang của nó. Thì các bác về đục cái này đi, mình tra cán mới. K41 em cũng bán 400k. K41 bán 400k. Em lên K42 ạ. K42 thì em có một bộ vít đây các bác. Nó còn rất là đẹp ở trong hộp này ạ. Rất là đẹp luôn. Cái này có thể các bác sửa điện thoại, đồng hồ ấy ạ. Nó còn mới như thế này nhé các bác. Và nó có số của nó hết trên đây ạ. Thì bộ đầu vít này em bán là K42 120 ạ. Của Nhật ạ. K42 120. Em qua K43. Em qua K43 em cũng có một bộ vít này đây ạ. Bộ vít này thì nó rất là độc lạ nhé các bác. Đây, nó có hai đầu ạ. Ví dụ như các bác lấy dấu thì cái đầu của nó đây. Đây, lắp vào này. Mình sửa cái gì hoặc là mình rút ra mình lắp vào đây ạ. Nó có hai đầu nhé các bác. Và cái nào cũng có. Có cái này của Nhật hết luôn ạ. Cây nào nó cũng đóng hết luôn nhá các bác. Có chữ khắc lên đây hết luôn ạ. Cây nào cũng có luôn. Thì cái bộ vít này K43 em bán 160 ạ. K43 160. Nó có logo dấu cộng này là các bác biết rồi. K44 em bán là em có một bộ kẹp này, 22 cái. Lớp sơn mạ của nó vẫn còn nguyên ạ. Cái những cái gen răng của nó là chưa có chầy trượt gì hết ạ. Còn xài ok lắm, còn mới ạ. Đấy. Em đo qua ngang cái này. Nó là 11 gần 10 cm nhé các bác. Nó gần 10 cm ạ. Thì cặp này là K44 em bán 120 ạ. K44 120. Em qua K45, em có một bộ khóa đây ạ. Bộ khóa này thì nó có, để em đếm mấy cây. 3 4 5 7 cây nhé các bác. Miệng mở và miệng vòng ạ. Miệng mở và miệng vòng. K44 em có 7 cây. 12 này. Có da ban hết luôn đây ạ. 12 này, 8 này, 14 này, 13, 17, 19, 10 nhé các bác. Đủ bộ ạ. 7 cây. K45 em bán 180 ạ. K45 180 nhé các bác. Em qua K46. Em có một cái xịt xịt này đây ạ. Đây, hiệu này của Nhật cho các bác. Đây, cũng có da ban đây ạ. Đây, cái này những nó đóng số lên đây hết ạ. Da ban nha các bác. Vòi của nó đây. Nó còn ở trong hộp ạ. Còn ở trong hộp, tem mác của nó còn nguyên đây ạ. Thì cái xịt này K46 em bán 300 nha các bác. K46 em bán 300. Em qua K47 em có một cái kéo cắt cành size lớn ạ. Dáng của nó thì hình chữ A nhé các bác.
rất là ok luôn. Nó có cái chốt của nó đây ạ. Lớp sơn mạ của nó còn nguyên nhé các bác. Lò xo chữ V, chữ khắc trên bề mặt này. Lưỡi của nó thì cực kỳ sắc bén rồi. Ốc của nó có thể tháo ra vệ sinh được ạ. Cây này dáng chữ A, size lớn. Này, em đo cái size của nó là các bác mình thấy rồi. Nó 20.5 ạ. Chữ có mộc triện đây. K47 em bán 380 ạ. K47 380 dáng chữ A rất là ok luôn ạ. Hôm qua K48 em có một cây kéo tỉa mà lưỡi của nó, dáng của nó lại thế này ạ. À, chốt của nó bằng da nhé các bác. Lò xo chữ V và cái lưỡi của nó đây ạ. Đấy, khít như thế này ạ. Có mộc triện đây nhé các bác. Đây có chữ khắc trên bề mặt đây. Và nó có da. Cây này thì là K48 em bán là 620. Em đặt lê size cho các bác nhìn đây ạ. Nó cũng rơi vào 21 ạ. Này là size lớn nhé các bác. 620 ạ. Em có qua K49, em cũng có một cây kéo cắt cành đây. Nó có này là da nó còn rất là đẹp ạ. Nó ở dưới cán này. Lò xo thì chữ V. Có chữ khắc trên bề mặt đây ạ. Em quay cận cái lưỡi cho các bác mình nhìn ạ. Đấy, bên này chữ khắc đây. Mà ốc bằng đồng nhé các bác. Cây này cũng rất là đẹp ạ. Dáng ok luôn. Em đo chiều dài của cây này nó cũng rơi vào gần 21 đây ạ. Gần 21 cm. Size rất là lớn luôn. Chữ hai mặt. Thì cây này là K49 em cũng bán 380 ạ. K49 380 nhá. Em qua K50 ạ. 50 em có một con dao dáng của nó rất là đẹp ạ. Này, nó nằm trong cái da bò nhá các bác. Trong cái da bò. Thấy những cái khâu chốt của nó rất là ok ạ. Khi mà mình cầm dao là cầm, chắc là cầm như thế này ạ. Có da ban đóng đây. Vân thì vân da cá, da cóc nhá các bác. Lớp sơn mạ nó còn rất là mới luôn. Tay cầm của nó này rất là chuẩn. Nó làm phun cán và nó có ba cái chốt chắc chắn ạ. Em đo chiều dài của con dao này. À, nó rơi vào 28 cm và lưỡi sử dụng của nó là 13 nhé các bác. Bề ngang lưỡi của nó là 4.5 ạ. 4.5. Và nó dày. Và nó dày của nó đây ạ. 4.54 ạ. 4.54. Thì con dao này các bác có thể đi phượt, đi chơi này, đi vào rừng mình mang những con dao này đi ạ. Cái này K50 em bán 240 nha các bác. Dáng rất là đẹp luôn ạ. 240k. Khi mình sử dụng xong mình đóng này lại. Dáng rất là đẹp luôn. K50 240k. Em qua K51. Em có một cái thước nha các bác. Cái thước nó còn mới nằm trong cái bịch này ạ. Chữ số còn rõ ràng nhé các bác, còn mới tinh luôn. Đấy. Bên này nữa đây ạ. Từ 1 đến 30 cm nhé các bác này. Nó là tha đét theo đóng lên đây ạ. Thì cây thước này là K51 em bán là 80k nhé các bác. K51 80k. Cho các em mình đi học cấp 3 này, cấp 2 học sinh rồi mình sử dụng cái gì cũng rất là dễ ạ. 80k một cây thước của Nhật. Em qua K52 em có một cục đá mài. Em có một cục đá mài đây. Nó còn trong bịch này các bác. Còn mới ạ. Một mặt thô và một mặt mịn nhé các bác. Mặt đen là thô và mặt xanh này là mịn. Chiều dài của nó là 20 ạ. Bản ngang của nó là 5 nhé các bác. Và nó cao là 2.5 ạ. Mặt này thì là mặt thô để mình phá dao đã. Mặt này mặt mịn và nó có chữ đóng hết lên cục đá này các bác.
chữ đóng lên cục đá này. K52 em bán là 100k. K52 100k. Em qua K53, em có một cục đá mài. Này thì nó bị hơi bị bể có một tí là do nó vận chuyển thôi. Đá nó va vào nhau nó vận chuyển. Thì các bác mà mua cục đá này về thì cái độ mịn của nó lên tới 1000. Mịn rất là mịn luôn ạ. Và chiều dài của cục đá này nó rơi vào là 18 nha các bác. Ngang của nó là 6 ạ. Và nó chiều cao của nó là 1.6. Cao của nó 1.6. Thì cục đá này là K53 em bán 180 ạ. Em qua K54 em có một cây đục. Cây đục mà nó còn rất là mới. Nó còn trong hộp này các bác này. Chữ nhật này ạ. Còn trong hộp vẫn còn cái đầu đậy đây ạ. Này. Cái tay cầm của nó thì đây các bác nhìn là biết là này, cái đầu của nó này. Khi các bác đóng đấy, mình có cái đầu đóng này thì rất là ok luôn các bác. Đây, cái này của Vexcel ạ. Cái đầu đóng này của Vexcel. Rất là ok luôn mà còn trong hộp này ạ. Đấy, em đo chiều dài của cái cây đóng này. Nó rơi vào 19cm đấy ạ. Nó rơi vào 19 nhá các bác. Còn ở trong cái hộp. Vẫn còn mới chưa qua sử dụng ạ. K54 em bán 580 nhá. 580k. Em qua K55 ạ. Em có một cây bào. Rất là dễ thương luôn. Này còn nguyên tem mác ạ. Lưỡi sử dụng của nó đây ạ. Các bác mình có thể sưu tầm. Sưu tầm và nó có này chữ đóng lên đây. Chiều dài của cây đục này nó rơi vào 18 ạ. Bản ngang của nó là 5cm nhé các bác. Và nó cao khoảng 2cm ạ. Khâu chốt của nó vẫn còn đây ạ. Đầy đủ. K55 này em bán 100k nhé các bác. 100k. Em qua K56 ạ. K56 em có một cây bào này thì nó lớn. Size lớn ạ. Cây bào này size lớn. Nó có chữ đóng trên đây. Cái này thép rèn thủ công nhé các bác. Và lưỡi sử dụng của nó đây. Em đo chiều dài của cây này nó rơi vào 25 năm ạ. Và ngang của nó là 7. Ngang của nó là 7. Chiều cao của nó là 3.4 ạ. Cao của nó 3.4. Một cây bào còn rất là mới luôn ạ. K56 em bán 150 ạ. 56 150. Rồi em qua K57 ạ. 57 em có một cái mỏ lết răng nhé các bác. K57 em có một cái mỏ lết răng này. Nó có logo này của hãng Hit nhé các bác. Size 350 ạ. Size 350 của hãng Hit. Và cái lò xo của nó này. Của hãng Hit luôn đây. Ra ban đây ạ. Cây này thì trên bề trên này thì nó lại hơi bị cấn một tí ạ, nhưng nó bằng nhôm nó không có ảnh hưởng gì hết ạ. Đấy, dáng của nó đây. Em để này là các bác nhìn rồi, size 350 nhá. Của hãng Hit. K57 em bán 300k. Em qua K58 ạ. K58 thì em cũng có một cái mỏ lết răng này. Lớp sơn mạ của nó màu đỏ cũng của hãng Hit luôn. Ra ban đây ạ. Size này 200 ạ. Lò xo và răng lợi của nó đây. Cái này nó còn, nó chỉ do bong chóc là do mình vận chuyển thôi, chứ còn là người ta chưa xài này. Nó lớp sơn vẫn còn nguyên ở trong này này các bác. Đấy. Logo của hãng Hit ạ. Size 200. K58 em bán 150 ạ. Em K59 em có một cái cưa nhé các bác. Nó còn tem mác đây ạ. Còn rất là mới ạ. Đấy. Khi các bác mình cắt cành, tỉa cành, mình có cái cây cưa này nó rất là nhẹ. Tem mác của nó còn nguyên đây. Em đo chiều dài một cây cưa này nó rơi vào là 42 ạ. Và lưỡi sử dụng của nó là 28 nha các bác. Lưỡi sử dụng của nó 28. Khi mình sử dụng xong thì mình lại đóng nó lại ạ. Gấp nó lại ạ.
Chỗ này thì nó do nó bong chóc một tí nhưng mình sờ vẫn láng mịn, nó mất cái lớp sơn mạ ở ngoài thôi nhé các bác. K59 em bán 60k nha. Rồi em qua K60 ạ, em có một cái cưa lá chưa qua sử dụng luôn ạ. Chưa qua sử dụng luôn, nó vẫn còn một lớp màng mọc ni lông ở ngoài cán này. Chữ của nó đây ạ. Và cây cưa này nó bị cấn mất một cái răng này thôi, nhưng nó chưa qua sử dụng, có một cái răng này hỏng thôi ạ. Một lớp răng lớn, một lớp răng nhỏ này, rất là mịn luôn. Cán của nó còn nguyên. K60 này em bán có 80k thôi. Chiều dài của nó là 54 ạ. Và lưỡi sử dụng của nó là 22 nhé các bác. Lưỡi sử dụng 22, một bên là răng nhỏ, một bên răng lớn. Bên răng lớn này thì nó bị mất một cái răng thôi. K60 em bán 80k, rất là mới luôn ạ. Em qua K61 ạ. Em cũng có một cái cưa lá này, có chữ đây. Tay cầm của nó là mây nhé các bác, bằng mây ạ. Cái răng của nó là rất là nhuyễn và đẹp luôn. Cái này chưa qua sử dụng luôn đấy ạ. Chiều dài của cây cưa này nó rơi vào là 57cm ạ. Và lưỡi sử dụng của nó 25 nhé các bác. Có một mặt răng lớn, một răng nhuyễn ạ. Cây này thì K61 em bán 100 ạ. K61 100. Rồi em qua K62. Em có một cây liềm. Tay cầm của nó thì là có sợi dây dù, nó kiền này rất là chắc rồi. Mình không cần phải thay cán hay cái gì nữa đâu ạ. Có chỗ 470 đóng lên đây. Lớp sơn mạ của nó còn nguyên mà nó mài hai mặt nhé các bác, cực kỳ sắc bén luôn này. Có chữ Nhật đóng lên đây. Chiều dài tổng thể của cây này thì nó rơi vào là 44 ạ. Rơi vào 44 năm. Và lưỡi sử dụng của nó đây là 26 nha các bác. Lưỡi sử dụng của nó là 26. Lưỡi mài hai mặt. K26 em bán 450 ạ. Em qua K27. K27 thì em có một con dao này là dao phát hoang nha các bác. Dao phát hoang ạ. Cán của nó thì này, em thấy nó rất là độc lạ luôn ạ. Đây bằng đồng, khâu đồng nó đóng nhá. Lưỡi của nó đây, nó ba lớp thép này, rõ, nhìn rõ luôn. Ba lớp thép luôn. Này, rất là đẹp luôn ạ. Thì chiều dài của con dao phát hoang này nó rơi vào là 44.5 nha các bác. Và lưỡi sử dụng nó 31 ạ. Lưỡi sử dụng 31. Em đo chỗ lớn nhất đây, nó rơi vào 5.5 ạ. Và chiều dày của con dao này 3.60 ạ. 3.60. Lớp sơn mạ của nó này, lớp sơn mạ của nó. Và thép, thép của nó thì là thép nó nhiệt luyện á, thép nhiệt luyện. Đấy. K63 này em bán 800k nhé các bác. K63 800k. Qua K64 ạ. Em qua K64 em có một con dao chặt, nó mài hai mặt nhé các bác, mài hai mặt này. Cán của nó thì cực kỳ đẹp luôn rồi, chắc chắn rồi. Nó lớp sơn mạ của nó màu này nhé các bác, chứ nó làm như là da cóc ấy ạ. Nó làm rèn thủ công hai mặt nhé các bác. Này, sống của nó này. Thì em đo chiều dài của cây này, nó rơi vào là 39 ạ. Và lưỡi sử dụng của nó là 15 nha các bác. Lưỡi sử dụng 15. Bản ngang của lưỡi này nó rơi vào là 7.2cm đấy ạ. Con dao này rất là dày luôn. Nó dày là 8.05 ạ. 8.05. Các bác chặt củi, chặt dừa, chặt mía, chặt gà, chặt vịt ạ. K64 400k. Em qua K65 thì con dao này cũng dao chặt, mài hai mặt nhá các bác. Thép rèn thủ công luôn. Rất là láng mịn ạ. Cái sống của nó này còn tem mác luôn. Cán rất là đẹp ạ. Chữ đây, đóng lên đây. Chiều dài tổng thể của cây dao này
Nó rơi vào là 40.5 nhé các bác. Và lưỡi sử dụng của nó là 15 năm ạ. Bản ngang của nó đây, bản ngang của nó là 7.6. Và con dao này cũng rất là dày luôn. Em đo chiều dày của con dao này đây ạ. Nó là 7 ly nhé các bác. Nó 7 ly ạ. Một con dao chặt mài hai mặt thép rèn thủ công. Có chữ khắc lên bề mặt này. K65 em bán 450 nhé. K65 450. Khâu của nó thì cực kỳ chắc chắn rồi. Em qua K66 ạ. Em có một cái lèm này, lưỡi của nó đây ạ. Lớp sơn mạ còn nguyên. Và nó có ba chữ đóng ở đây ạ. Thì cây liềm này em bán là đây, nó dài là 42 cm thôi. Và ngang lưỡi của nó là 18 ạ. K66 em bán 80k nhé. K66 80k. Em qua K67 ạ. Em có một con dao thái bản vuông ạ. Bản nó vàng vuông, chữ đóng lên đây. Con dao này là cực kỳ đẹp đấy ạ. Chưa bao giờ em thấy cái lưỡi nó bản rộng như thế này đâu. Các bác mình có thể là thái thịt bò này, cắt thịt heo bán thì là rất là vô địch luôn. Dài tổng của nó là 44.5 ạ. Bản ngang của nó là 4.8 nha các bác. 4.8. Cái này. Và chiều dày của cây này ạ. Cây dày của cây này nó vào là 3 ly nhé các bác. Hơn 3 ly ạ. Khâu của nó này, tay cầm của nó luôn, nó có chữ hết lên đây ạ. Này, chữ trên bề mặt. Chưa bao giờ em thấy con dao đẹp này đâu. Các bác cắt gà này, cắt thịt chín này, rất là ok luôn ạ. Thì cây dao này K67 em bán 480 ạ. K67 ở 480 nha các bác. Em qua K68 ạ. Cũng một con dao lưỡi vuông, có chữ đây, chữ khắc lên đây ạ. Và cán của nó này, nó khắc bằng nhẹt nhá các bác. Chiều dài tổng của cây dao này thì nó rơi vào là 31 ạ. Lưỡi sử dụng 18. Cái này thì mình dùng để thái nhá các bác. Dao này để dùng để thái ạ. Và nó dày là 1.56 ạ. Nó dày 1.56. K28 này em bán 280 ạ. 280 ạ. K68 là 280. K68. Em qua K69 ạ. Để con này thì cũng lưỡi vuông mà nó có bị bắt một tí lớp mạ ở bên ngoài này nhá. Đây, bên này. Nó mài một mặt ạ. Nó mài một mặt. Thì cây này lưỡi vuông này là size của nó là 32 ạ. Lưỡi sử dụng của nó là 17 nha các bác. Và bản ngang của nó là 4 ạ. Bản ngang của nó là 4. Nó dày là đây, nó dày là khoảng là 3 ly nha các bác. Dày khoảng 3 ly. K69 em bán 180 ạ. Em qua K70 ạ. K70 em có một con dao này, dao đề ba mà nó là thép giấy xanh nhá các bác. Dáng đề ba mà là thép giấy xanh. Các bác mà cắt rau củ quả này có chữ đóng chữ thép giấy xanh đây ạ. Thì là rất là ok luôn, xài không bao giờ hỏng luôn ạ. Cây này thì nó dài 25 và lưỡi sử dụng của nó là 13 nhá các bác. Lưỡi sử dụng 13. K70 em bán 180 ạ. K70 em bán 180. Em qua K71 ạ. K71 thì em có một con dao này, cán của nó thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Nó có chữ đóng lên đây. Lưỡi thì nó hình dáng này, nhưng mà em cũng nói trước với các bác, nó bị nứt một tí này ạ. Nứt một tí đây. Ví dụ như các bác mà xài cắt rau, cắt củ quả thì cũng biết bao giờ nó hỏng ạ. Nó nứt một đường đây thôi ạ. Thì chiều dài của cây dao này nó rơi vào là 29 ạ. Và lưỡi sử dụng của nó là 17 nhá các bác.
Này nó cũng dày ạ, khoảng 3 ly. Em bán là K71, em bán 50k thôi. Chứ nó mà không vị này em bán 200 mấy 300 ạ. Em bán 50k cho các bác thôi. K72 em có một con dao sashimi nhá các bác. Này, chữ đóng của nó lên đây rất là đẹp ạ. Này, chữ đóng lên đây. Nó mài một mặt ạ, dao này dao lóc nhá các bác. Tay cầm của nó vẫn còn mới ạ. Thì em đo chiều tổng thể của cây dao này. Nó rơi vào là 38 và lưỡi sử dụng của nó là 335 ạ, lưỡi sử dụng của nó 335 và nó dày khoảng là 4 ly ạ. Cái này nó dày 4 ly. K72 em bán 180 ạ. Em qua K73 ạ. K73 thì một con dao cũng dáng của nó sashimi ạ và nó này. Đấy, rất là sắc bén luôn, chưa có chầy trượt một tí nào hết ạ, lưỡi cực kỳ luôn đấy. Thép của nó thì ok rồi. Em đo tổng của cây dao này. Nó rơi vào 41 cm và lưỡi sử dụng của nó là 27.5 ạ. Thì con dao này nó cũng dày khoảng là 3 ly nhé các bác, dày khoảng 3 ly. K73 em bán 600k ạ. Đi qua K74 ạ. Con dao này dáng đề ba nhé các bác. Và tay cầm của nó đây ạ. Và nó có chữ ra ban đây ạ. Em đo do tổng thể của cây này. Nó rơi vào 33 cm và lưỡi sử dụng của nó là 19 ạ. Bản ngang của lưỡi đây 4 cm. Và con này nó dày là gần 5 ly ạ. Dày gần 5 ly. Dáng rất là đẹp luôn, này mình có thể mình chặt gà được ạ. K74 em bán 280 nhé các bác. 280. Em qua K75 ạ. K75 một con dao đề ba nhé các bác. Dáng dao rất là đẹp luôn ạ. Tay cầm của nó đây ạ. Này, em quay gần là tay em cầm lên đấy ạ. Và nó có da ban đây. Dáng dao rất là đẹp luôn. Thì em đo chiều dài tổng của con dao này nó rơi vào là 32 nhé các bác. Rơi vào là 32 và lưỡi sử dụng của nó đây ạ. Lưỡi sử dụng của nó là 19 nha. Bản ngang của nó ạ là 5 ạ. Và con dao này nó dày là gần 5 ly nhá, 4 ly rưỡi nhá các bác. Rất là dày ạ, bác chặt gà chặt vịt được luôn ạ. K75 em bán 280 ạ. Em qua K76. Em có một con dao này. Đây. Chữ của nó trên bề mặt đây ạ. Nó mài hai mặt nhá. Và nó có ba chốt đây ạ. Con dao này cán của nó rất là đỉnh luôn. Đây, em đo chiều dài của cây dao này. Nó rơi vào 30 nhé các bác. Và lưỡi sử dụng của nó là 18 ạ. Lưỡi sử dụng nó 18. Con dao này thì chốt với lưỡi của nó là đóng liền nhau nhé. Đúc liền nhau ấy ạ. K76 này em bán 150 ạ. Em qua K77. Em có một... một cái búa này của hiệu của Rodia này. Dáng búa của nó rất là đẹp, nó hai lực cầm đây ạ. Và cái đầu của nó đây. Đầu búa của nó đây ạ. Nên nó đổ keo rất là chắc chắn luôn này. Này. Còn mới chưa qua sử dụng nhá các bác, đây nó cũng có đóng hiệu của nó lên đây ạ. Thì cây này em đo chiều dài tổng nó rơi vào 32 ạ. Và đầu của hai đầu đóng đây, dài của hai đầu đóng nó rơi vào 11 cm ạ. K78 em bán 400k nha. K78 400k. Em qua K79 em có búa đóng hai đầu ạ. Búa đóng hai đầu, lớp sơn mạ của nó còn nguyên ạ. Cái này thì nó có tem mác đây, tem mác hết này. Em đo chiều dài của cây này. Nó rơi vào khoảng là 33.5 ạ. 33.5 các bác. K79 em bán 100k. Em qua K80 thì em có một cây búa này đây. Một đầu đóng này, một đầu này là mình có thể mình lát gạch được ạ. Này, lát gạch được.
Tem mác của nó thì còn đây ạ. Thì cây này là em đo chiều dài tổng của nó, nó rơi vào là 30 nhé các bác, rơi vào 30. Và K80 này em bán 100k. K80 100k. Một cây đầu đóng đinh, một cây đầu đóng làm gạch được ạ, lát gạch được ạ. K80 100k. Em qua K81 ạ, em có một cái búa đóng này. Cái tay cầm của nó này còn rất là đẹp ạ, liền lạc nhé các bác. Và nó có da ban đóng đây ạ. Da ban đây. Đây nó cũng có da ban đóng hết ạ. Và đây, răng lợi của nó đây ạ. Đầu đóng của nó đây. Chưa có chảy trượt gì hết ạ. Nó chỉ bong chóc một ít đây thôi, là do nó để ngoài bãi lâu thôi các bác. Cây này là K81 em bán 250 ạ. K81 250. Rồi em qua K82 ạ. Em qua K82 nhé các bác. Em có một cái bình giữ nhiệt ạ. Hôm nay em lại có thêm một cái bình giữ nhiệt nữa đây. Còn rất là đẹp ạ. Còn rất là đẹp. Nó ở trong một cái hộp này nhé các bác. Nằm trong cái hộp này. Và nó có một cái lớp, có một miếng ở cái túi này, để nó bảo vệ cái bình này. Và nó có tác dụng là giữ nhiệt nữa đây ạ. Nó có quay sách này, khi mình đi làm mình treo vào tay xe nhé các bác. Nó giữ nóng được 15 tiếng. Và giữ lạnh, giữ nóng 15 tiếng và lạnh nóng 12 tiếng và lạnh 15 tiếng. Dung tích của nó là 1 lít bốt ạ. Và thép của nó là 316. Inox của nó là 316, của mình là 304 là đã ghê rồi này, 316. Cực kỳ chất lượng ạ. Và trong miệng của nó đây. Này, trong lõi của nó còn mới đét như này ạ. Khi mà mình có đầu lọc đây. Các em đi học thì dùng 1 lít nước này cũng tạm là đủ rồi. Rồi mình đi công trình, rồi văn phòng, các anh đá bóng, mình dùng một cái này đi là mình chơi được một xét bóng rồi. Em thấy nó rất là đẹp. Và em đo qua chiều dài của cái bình này, nó rơi vào là 31cm ạ. 31cm. Có tay cầm này để uống này. Dung tích là 1 lít mốt. Rất là phù hợp với các anh văn phòng đá bóng, học sinh cấp 3, cấp 2 ạ. Nói chung là rất là ok luôn. Mình uống cái bình mới này thì mình thấy nó vệ sinh cực kỳ ạ. Chứ còn những mình xài những cái cũ thì mình đồ ăn thức uống các bác rất là ok luôn. Đây. Nhìn nó rất là bắt mắt luôn ạ. Còn trong cái hộp nha các bác. K82 em bán 340 ạ. K82 340. Ví dụ như mình đi bệnh viện, mình muốn cái này nó giữ nhiệt thì mình dùng nước nóng mình để mình pha sữa và các thứ, hoặc là mình để đá thì nó được mười mấy tiếng đấy, rất là lâu ạ. Em qua K83. Em có cặp bình bông nữa các bác, lớp sơn mạ của nó màu này ạ. Và nó có hai con hạc nhé các bác. Có hai con hạc này. Bằng đồng 100% luôn ạ. Hai cái một cặp này. Một cặp này hai cái này. Em đo cao của cái cặp bình này ạ. Nó rơi vào là 18 năm ạ. Qua đáy của nó đây. Qua đáy của nó là 7 ạ. Và miệng của nó đây. Miệng của nó qua là được là 6cm nhé các bác. Qua miệng được 6cm ạ. Một cặp bình bông có hình hai con hạc này. Lớp sơn mạ của nó rất là đẹp luôn ạ. Đấy. K83 em bán 1 triệu nhá. 1 triệu. Cặp bình này mình để lên bàn thờ gia tiên hoặc là bàn thờ ông địa hai bên ạ. K83 1 triệu. Em qua K84 em có một cặp đèn cầy nhá các bác. Một cặp đèn cầy này. Cái này thì nó hơi bị lúc lắc một tí, mình cắm đèn cầy vào thì nó không có việc gì, không có gì đâu ạ.
cắm đèn cầy vào đây. Một cặp đèn cầy này thì em bán là K84, em bán 780 nhá. K84 em bán 780. Này, họa tiết của nó làm thủ công thì rất là đẹp ạ. Cặp đèn cầy này rất là đẹp luôn ạ. K84 780 ạ. Em qua K85 em có một cái bàn ủi bằng gang ạ. Cái bàn ủi bằng gang chỗ này thì mình cho than vào thì là để nó bốc hơi gang lên đấy. Đây nó có cái chốt ở đây để mình mở ra mình cho gang vào, cho than vào đây. Từ ngày xưa đấy nhá các bác. Cái này thì các bác có thể sưu tầm. Sưu tầm hoặc là mình thích thì mình xài thì mình nhớ lại ký ức ngày xưa đấy ạ. Này. Đây bằng gang nhá các bác. À, cái này thì nó chiều cao của nó này. Chiều cao của nó là rơi vào là 15 cm và nó dài là 15 á, chiều dài 15. Và bản ngang qua cái lưỡi cái bàn ủi này nó 10 cm ạ. Rất là láng mịn luôn nhá các bác. Rất là láng mịn luôn. K85 em bán 700k. Một cái bàn ủi bằng gang. Những cái này là để nó thoát khói ra đấy, mình khi mình cho than vào đây ạ, chỗ than nó lên thoát khói ra đây, cái chốt của nó đây ạ. K85 thì 700k nhá các bác. Em qua K86 em có một cái lư hương ạ. Này, lớp sơn mạ của nó còn đẹp luôn, là nó có ba cái chân này nhá các bác. Và em qua miệng của nó đây. Các bác mà để lên bàn thờ ông địa thì vừa luôn ạ. Nó ngang của nó là 7 là 8 cm ạ. Và nó cao khoảng là đây. Cao khoảng là gần 6 ạ. Nó có ba cái chân này. Bằng đồng 100% luôn nhá. 220.000 ạ. À, em qua K87 ạ. Đây nó còn như thế này ạ. Qua miệng của cái này thì nó là 19.5 ạ. Và cây này nó cái lư hương này nó cao khoảng nó 7 cm ạ. 7 cm từ chân nó lên 7 cm. Thì cái này K87 em bán 260 nhá các bác. Em có một con nghê này. Con nghê này bằng đồng nhá các bác. Này nó chữ nó khắc hết lên đây ạ. Đây, hình dáng của nó đây ạ. Cái này thì nó bị sứt mất một ít ở không phải đâu, cái đuôi nó làm kiểu này đấy, nó có vẫn còn chữ đây gì các bác. Chỉ có sấy sứt một tí này thôi, khi mình trưng thì mình trưng thế này ạ. Và nó rất là đẹp này, chữ nó khắc. Đây cũng có mộc hết luôn này ạ. Thì con này em bán 350 nha các bác. Các bác nào mua con nghê này thì 350 ạ. Và em có một cái ấm bằng gang nhá các bác. Size lớn ạ. Cái ấm bằng gang size lớn. À, cái này thì là dung tích của nó là 1 lít 65 ạ. Nó làm thủ công này. Các bác thấy đỉnh chưa? Này cái núm ở ấm của nó đây ạ. Rất là đẹp luôn. Và mộc truyện của nó đây ạ. Cái này của Nhật nha các bác. Các bác sưu tầm thì cái này thì nó là nó ten cái ấy gang ra thôi. Các bác cho nước và ngâm một lúc là nó ra đấy ạ. Còn mới chưa qua sử dụng luôn. Và nó có cái bếp này các bác. Này. Cũng làm thủ công hết. Trong này nó có cái này để khi mình đặt lên đây ạ. Đấy. Để sưu tầm thì rất là đỉnh luôn. Làm thủ công này. Nó làm cái da cóc của nó rất là ấy ạ. K88 này em bán 1.600.000 nhá. 1.600.000. Rồi em qua K87 ạ. Em giới thiệu với các bác là em có một cái thùng đồ nghề nhé các bác. Em dẹp cái này đi, cái thùng nó nặng. Này, em có cái thùng đồ nghề này các bác. Cái này thì nó dài là 53 và nó cao 21, ngang của nó cũng 21 luôn. Này, cái này của Nhật đấy ạ. Mình đứng lên cũng không có gì, nó nặng là 5 gần 5 cân nhé các bác. Và nó có một cái chốt này để cho mình sử dụng xong mình khóa lại ạ. Hai quay sách hai bên đây. Và cái
cái đầu của nó này các bác nhìn này. Hiệu này của Nhật các bạn ạ. Khi mình mở ra đây các bác, em mở ra. Rất là rộng luôn. Này. Một ngăn, hai ngăn, ngăn dưới. Những cái này là mình để ốc, những cái ốc nhỏ. Dưới này mình để súng bắn sơn hoặc là búa đinh kìm rồi là máy cắt ở trong này được luôn ạ. Lớp sơn tĩnh điện của nó thì màu này nhá, màu ghi nhá các bác. Nó có viền đỏ. Đấy. Cái này size lớn ạ. Dài là 53, cao 21, ngang hạng cũng 21 luôn. Cái này thì em bán là K87 500k nhá. K87 500k. Em qua K88 ạ. Đây em có cái thùng này. Lớp sơn mạ của nó thì có bong chóc một ít ạ. Tay cầm của nó không có ảnh hưởng gì ạ. Và nó có đây ạ. Ngăn ở trong nó vẫn còn rất là mới luôn nhá các bác. Còn rất là mới luôn. Hai đầu của nó đây ạ. Em quay đằng trước đằng sau đây. Rất nhiều ngăn. Em đo qua ngang của cái này. Cái này thì nó dài là 35 ạ. Và qua ngang của nó đây. Qua ngang của nó là được là 16 ạ. Và nó cao là cũng 16 nha các bác. Cao cũng 16. K88 này em bán 250. K88 em bán 250. Và em có một số mẫu bánh xe đây. Bộ này thì là nặng 10kg này, 9,8kg, em bán cũng 980. Bộ này thì 7,2kg, nó 4 bánh quay hết luôn, em bán 480. Và bộ này 2,4kg, em bán 220. Nó 2 bánh quay, 2 bánh khóa. Và bộ này em bán 130, cũng có 2 quay, 2 khóa. Các bác nào có nhu cầu sử dụng thì gọi em. Và em có một số mẫu ly giữ nhiệt này. Ngày Tết thì các bác uống bia, có khách uống bia thì em có 10 cái. 70 ngàn một cái nha các bác. 70 ngàn một cái. Các bác nào uống bia, có khách, có khứa thì gọi điện em. Nó giữ nhiệt rất là lâu, mình không